Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 của Hội Khuyến học Việt Nam vừa diễn ra ngày 27 tháng 12 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tạp chí công dân và khuyến học, cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam được lãnh đạo hội ghi nhận và khen ngợi bởi những đóng góp xuất sắc trong hoạt động chung, có phần nâng cao vị thế của Hội Khuyến học Việt Nam trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm qua. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã cùng lắng nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Lê Mạnh Hùng điểm lại những kết quả năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ cho năm 2024, năm bản lề của nhiệm kỳ Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam khóa 6, 2021-2026. Theo đó, trong năm qua, cơ quan Trung ương Hội đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham mưu cho Đảng và chính phủ, từ đó đưa ra các kết luận và quyết định để thúc đẩy khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã đạt nhiều hiệu ứng tích cực về khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên cả nước. Trong đó, chương trình "Khuyến học hành trình tri thức" phát sóng trên kênh VTV1 cùng với phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 đi vào cuộc sống và tổ chức giải thưởng nhân tài đất Việt thành công để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Cũng tại hội nghị Lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam đã khen ngợi và ghi nhận những đóng góp của tạp chí Công dân và khuyến học trong việc bám sát các sự kiện, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền và lan tỏa các hoạt động khuyến học khuyến tài trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, tạp chí tham gia vào ban tổ chức giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2023, góp phần tạo nên thành công của chương trình, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa rộng trong xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội Khuyến học Việt Nam. Bên cạnh đó, theo đánh giá của Ban tuyên giáo Trung ương, 70% nội dung của tạp chí công dân và khuyến học là các bài viết về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định tạp chí đang làm tốt và luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Tổng biên tập tạp chí Công dân và Quyền học Tô Quang Phán chia sẻ, sau gần 2 năm thành lập, dù còn nhiều khó khăn nhưng tạp chí luôn áp dụng công nghệ và kỹ thuật mới của báo chí hiện đại, đảm bảo phản ánh nhanh chóng thông tin đáp ứng yêu cầu của Hội Khuyến học Việt Nam. Đứng trước những khó khăn chung trong năm 2024, nhà báo Tô Quang Phán cam kết tạp chí Công dân và Khuyến học sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Liên quan đến việc tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, Tổng biên tập tạp chí Công dân và Khuyến học cũng đề nghị sự chủ động hơn từ các hội khuyến học địa phương trong việc phối hợp liên kết với tạp chí để cập nhật các tin tức trong lĩnh vực khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập từ cơ sở